Xin chào quý bà con nông dân, em tên là Mai Văn Toàn, nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. Hiện tại em đang ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, trên thửa ruộng của anh Thuận. Em đến đây là để phun trình diễn sản phẩm sâu lá 350 của công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. Trên đối tượng sâu cuốn lá và một số loài sâu gây hại phổ biến trên lúa, mời quý bà con cùng em theo dõi kết quả của sản phẩm này nhé. Sau đây là một số loại sâu gây hại phổ biến trên lúa. Sâu lông hay còn được gọi là sâu rớm, chuyên gia hại lá. Sâu keo không còn quá xa lạ. Sâu cắn dế lúa. Sâu cuốn lá lúa có đặc điểm gây hại bằng cách nhả tơ, kết hai mép lá lại theo chiều dọc thành ống để sinh sống và gây hại bên trong. Chúng ăn phần thịt lá, chỉ trừ lại lớp biểu bì, khiến lá lúa bị giảm diện tích quang hợp, mất dịp lục tổ, dẫn đến sinh trưởng kém. Nếu gây hại khi lúa đầm trổ, sẽ khiến hạt lúa bị lép lửng, mất năng suất. Sâu tấn công mạnh trên diện rộng sẽ làm ruộng lúa bị hại trở nên xơ xác. Bên cạnh đó, vết thương nơi mép lá còn tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập, gây thêm nhiều bệnh cho lúa. Xác định sự xuất hiện của bướm sâu cuốn lá trên ruộng để lựa chọn thời điểm xử lý thuốc là một việc làm vô cùng cần thiết. Vì vậy, bà con nên thăm đồng thường xuyên. Phun sản phẩm sâu lá 350 ướt đều tán lá, thật đủ để thuốc tiếp xúc được với sâu và nên phun đúng liều lượng khi sâu ở tuổi 1, tuổi 2, mặt số từ 10 đến 20 con trên mét vuông để vừa đạt hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí. Xin chào quý bà con, sau 30 phút phun thuốc thì sâu đã không còn khả năng gây hại được nữa. Thời gian đầu khi đã dính thuốc thì sâu vò ra từ khỏi ổ và tìm cách trốn thoát. Nhưng chỉ vài phút sau đó thì sâu đã bắt đầu ngấm thuốc và té xuống dưới gốc lúa. Dãy TT, cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Bảo Minh, chất lượng luôn tiên phong. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.